chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi mà nối hình trùng khớp nha các bạn. Nó hình tương ứng giống nhau nha. Bây giờ là mình nói sẽ cái ô với trời mưa đó. Cái dù nè với trời mưa, che mưa. Rồi đôi mắt, mắt kiến, mắt kính. Bàn tay nè. Chắc là tuyết rơi, đeo bao tay. Đôi mắt nè, bị mặt trời chiếu, phải đeo kính râm vào. Yeah, đúng rồi, chính xác. Yeah. Tiếp theo là cái này là cái gì ta? Cái biểu tượng trên ngôi nhà. Đây trái tim, đây cái đồng hồ. Yeah, đúng luôn. Tiếp theo, lửa, núi lửa nè. Núi tuyết thì phải có tuyết rơi. Còn đây là ngọn núi có cây xanh. Yeah. Tiếp theo, tàu hỏa thì chạy trên đường ray. Xe thì chạy trên đường. Và máy bay thì bay trên bầu trời. Yeah. Cái này là bánh, còn cái này là trái cây, rau củ màu xanh. Đúng rồi. Này là màu đỏ, đúng luôn. Hay quá. Để coi cái này là cái gì. Mình ghép. Nửa mặt bên đây màu đen, hình tròn màu đen với hình tròn màu vàng. Cái mặt màu vàng với cái mặt màu đen, đúng luôn. Vậy mà cũng đúng nữa các bạn ơi, vậy mà cũng trùng khớp luôn á. Rồi, tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo là cái này là cái gì vậy? Xe. Xe tốc cơ, xe đạp và xe máy. Cái này là ô tô với xe buýt và xe tải. Xe với xe. Máy bay, hỏa tiễn và trực thăng. Đúng luôn. Hay quá. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Sao biết hay vậy? Sao con biết hay vậy? Trời ơi. Yes. Này là máy quay phim với cái đoạn phim nè. Phải không ta? Còn máy máy này chắc là cái đĩa này. Máy băng. Oh no. Cái này như thế nào? Đó. Cái này. Và cái đĩa này. Cái này ra nè. Oh no. Nãy cái này là đúng rồi nè. Rồi cái này. Ủa? Hình như nó đổi hình lại, nó đổi vị trí lại nhau hay sao? Oh no. Sai luôn, ba hình luôn ha. Từ để nghiên cứu lại nha. Mà những cái máy ảnh mà thời đại xa xưa cổ xưa này mình không có biết. Mình không có rành về máy ảnh lắm nha. Cái nào mà chiếu ra đoạn băng này? Máy này. Này. Cái này. Thì cái này. Cái này. Xanh với đỏ thôi, lên đỏ đi, đỏ thì đỏ. Xanh thì xanh, cái này tôi biết luôn nha. Chính xác luôn, cái này là pin. Pin lên xanh. Xanh. Xanh, đỏ, đó. Hay quá. Tiếp theo. Cái đó là cái gì? Tặng quà. Pin thuốc phải không? Cái này là cái xe này thì nói với cái gì? Không biết rồi nha. Nói đại, bay đại, bay đại. Bay lên đây đi. Cái dù. Còn cái xe này đây. Còn một chiếc cái này. Cái xe này đàn với thuốc rồi. Oh no. Một chiếc. Không phải nha. Ê mà biết
để mẹ coi. Bàn tay thì phải đeo găng tay nè, cái đầu thì phải đội nón, cái chân thì phải mang tóc. Chứ vô để khỏi lạnh nha. Tiếp theo cái gì vậy? À, nó theo màu xanh với xanh lá nè, cam với cam, hồng với hồng. Wow. Tiếp tục gắn lên nè, trông khớp. Tiếp theo quả trứng làm trứng ốp la. Ủa, quả trứng làm trứng ốp la, rau làm salad. Thám tử nè, với cái áo nè, với cái kính lúp. Họa sĩ thì cái màu với cọ, cà rốt nè. À, cô gái làm nông dân nổ cà rốt, phải đổi nó ra đồng. Họa sĩ. Yeah. Ô, chưa thấy cái gì luôn mà qua luôn rồi. Tím với tím nè, trắng với trắng, đỏ với đỏ. Yes. Hay quá. Sao kỳ vậy? Mặt cười nè, mặt người ngoài hành tinh. Wow, một cặp hình trùng khớp. Yes. 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 Gì? Cười cho túi mũi luôn rồi. Ồ, sao hết trơn. Oh no. Này với này nè. Không được. Oh yes. Vỗ tay. Hay quá. Tiếp theo. Con vỗ bằng cái tay luôn nè. 1, 2, 3. 1 miếng pizza, 2 cái sushi và 3 viên cá viên chi. Quả bóng đó. Gậy đánh gôn. Gậy với bóng. Đôi giày chụp tin. Trời ơi, hay quá. Yeah. Tô màu. Wow, cái miệng. Wow, sao đơn giản vậy? Màu xanh dương với màu xanh dương. Xanh lá cây với xanh lá cây. Và tím. Ôi my god, đúng hết luôn. Gà, đầu heo, đầu thỏ và đầu chuột. Cuối cùng cũng đã chiến thắng. Wow, viên kẹo đẹp quá. Viên kẹo đẹp quá. Kẹo với sô cô la với bánh. Với bánh kem. Còn miếng thịt heo, thịt gà da, thịt cừu. Bông cải với salad. Và làm ra dĩa rau. Tuyệt vời. Ủa, dĩa đó là dĩa salad mà. Đúng rồi, dĩa salad. Hay quá vậy ta. Tôm với cua, dượng với khỉ, hà mã với tê giác. Vậy mà cũng đúng. Ráp cái mặt khóc nè. Ráp cái mặt. Mặt gì? Không phải. Ráp cái mặt. Đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Dễ ghê vậy?
Hồi xương. Thôi người tiếp đi, người tiếp trước rồi. Đó. Người tiếp. Rồi người ngoài hành tinh nè. Dưới bay. Và bộ xương và con ma. Ghê quá. À, đàn thì hát phải không? Cái micro để hát. Còn cái gì nữa ta? Cái bút chì với hình như cuốn tập đó. Oh no, sai bét của con, bét còn đẹp con. Oh no, sai bét còn đẹp hết trơn. Từ từ nha. Nếu con nhớ này cái này. Là cái gì vậy? Cái đó là cái gì không biết. À, cái này nó giống nhau. Giống nhau vậy. À, cái hình tượng nó giống nhau. Chứ không phải nó liên quan gì. Một là số 1. Ba số 7. Số 7 á. Sai. Wow, đúng. Tưởng sai là đúng nha. Tiếp theo. Giọt nước nè, ly bia và cuốn sách. Oh yeah. Tiếp theo. Bạn khỉ này. Rồi, bạn mèo này. Và chuyện này khinh người chứ không phải cười nha. Cười điểu. Cười đó là cười điểu. Gì ta? Giấy. Trời ơi, lấy miếng xương khui quá. Cái đó là cái gì? À, gỗ. À, inox với inox. À, nó cùng chất liệu với nhau. Nó cùng màu với nhau. À, làm vua ha, vua và nữ hoàng. Đầu bếp nam, đầu bếp nữ. Ông già Noel và bà già Noel. Chính xác luôn. Chúng ta có báo và hổ, khủng long và rùa, tê giác và hà mã, rồi cái gì ạ? Thu hoạch nông dân là lúa với cà rốt nè. Bình cứu hỏa thì ly với lửa. Bản đồ. Đúng rồi, bản đồ luôn. Quả địa cầu thì với bản đồ hành tinh. À, nam. Phải không? Nam luôn, đúng không? Nữ. Nữ. À, nam và nữ. Nam và nữ, đúng luôn. Yes. Ôi, cái miệng. Cuộn len và cái mặt. Hai cái kiếm đấu nhau. Còn này là búa với cái mỏi lết đấu nhau nè. Mày nghĩ là thế. Wow. Đúng luôn. Ôi, ăn gì kì vậy? Dày. Túi sách. Ê, túi sách. Cái nón và cái nón. Yeah. Tiếp theo. 1, 2, 3 là cái gì mùi? 1. Hàng nhất là cười thấy ngôi sao luôn nè. Đây. Nè, quý chương vàng là cười thấy ngôi sao luôn. Còn quý chương đồng là cười nhăn răng. Quý chương bạc là cười nhăn răng. Quý chương đồng là cười hả họng. Đúng luôn. Đây là biểu cảm khi được nhận quý chương á. Yeah. Yeah. Hay quá. Rưng muốn khóc, trái tim tan vỡ, trái tim đóng băng và không biết cái gì nữa. Yeah. Tiếp theo. Trái tim bị nứt. Trái tim bị nứt.
này khóa nè, à, khóa miệng lại nha, không được ngồi. Nói không được nói. À nè, đeo kính tìm đồ nè, ngủ nè. Ủa sao nó bị bể rồi này, hắc não luôn nè, tại vì em đang chơi trò hắc não, coi những cuốn sách hắc não bể não luôn. Yeah. Yes. Tiếp theo, xanh lá xanh lá xanh lá, đỏ đỏ đỏ, xin dư xin dư. Chưa kịp coi gì thôi, chưa kịp coi gì luôn. Việt Nam kìa, có ngôi sao, lá cờ Việt Nam có ngôi sao. Bậy nha, này là bậy rồi đó. Cái vẻ bậy, người ta có lá thông đây nè, cái cờ người ta lá thông đây nè, đó. Wow, yes. Cắt tóc nha. Yes. Yes, thầy quá, đúng hết luôn. Cái gì vậy? Không phải, không phải. Cái tròn quay nè. À, cái đầu con này tròn nè. Đó. Cái đầu con này có lỗ tai tam giác nè, đây nè, phải không? Không sai. Đó. Con nước con này. Ừ, con này có rau đây nè. Và con này như thế này. Đúng luôn. Ừ, xe máy dài. Thì cho người nông dân. Xe cảnh sát thì cho người cảnh sát. Cái chổi thì cho bà phù thủy. Và ông già Noel thì xe trượt tuyết. Yeah. Hay quá ta. Trời ơi, bậy rồi. Dâu này làm bánh kem nè. Nước nước cà chua, sốt cà chua và nước ép táo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Tiếp theo nha. Chúng ta có cây son mồi. Chú Hề thì cười nè, biểu diễn Hề thì phải cười rất là vui. Còn đây nè, một người giận và một người muốn khóc. Mẹ giận thôi, mẹ rầy, mọi người khóc, mọi cười. Hay quá, mọi ơi, hay quá, mọi ơi. Cái gì vậy? Cục phân. Cục phân, cục phân, cục phân luôn. Vui quá. Cục